lãnh đạo biểu tình tuyên bố Thủ tướng Thái Lan sẽ không vào được tòa nhà chính phủ tên từ Bangkok. Lãnh đạo biểu tình Thái Lan, ông Suthep Thosubanh, hôm nay đã dẫn đầu một cuộc biểu tình chống chính phủ bên ngoài tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở vùng ngoại ô Bangkok, nơi Thủ tướng Zinglok Sinawatra có văn phòng tạm thời. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan đã không đến đây một ngày sau khi 5 người bị thiệt mạng trong các vụ nổ súng ở Bangkok. Ông Suthep đã nói với một đám đông khoảng 3.000 người biểu tình là bà Zinglok sẽ không còn có thể làm việc tại văn phòng của Bộ Quốc phòng. Một quan chức an ninh cao cấp cho biết cảnh sát sẽ không tìm cách chiếm lại các địa điểm biểu tình sau khi chiến dịch hòa bình cho Bangkok đã dẫn đến các vụ đụng độ đẫm máu nhất kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào tháng 11. Hôm qua, một cơ quan chống tham nhũng đã chính thức kiện bà Zinglok vì chương trình hỗ trợ gạo là chính sách đã làm cho tầng lớp trung lưu tức giận và làm cho hàng trăm ngàn nông dân không được trả tiền bán lúa. Một phát ngôn viên quân đội hôm nay đã kêu gọi cả hai bên tránh đối đầu. Quân đội đã từng tuyên bố sẽ can thiệp nếu cảnh sát không thể duy trì an ninh ở thủ đô. Cho đến nay, quân đội đã không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị. Nhưng quân đội Thái Lan có một lịch sử lâu dài của việc can thiệp vào chính trị, thường hỗ trợ cho thành phần trung lưu, các cố vấn của hoàng gia, những gia đình giàu có từ xưa.